Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái mô hình trồng thanh long theo vàng nha các bạn ha. Ở đây thì mình trồng theo cái hàng rào nè các bạn ha. Đó, thường nó khác biệt là gì? Là thường người ta trồng bằng trụ nha các bạn ha. Ở đây mình trồng theo vàng ha. Đó, thì thanh long vẫn phát triển như bình thường nha. Đó, hôm nay mình thu hoạch các bạn xem nè ha. Đây là những trái thanh long mà chuẩn bị thu hoạch được nè bạn ha. Mình trồng bằng hữu cơ, trồng theo hướng hữu cơ với vi sinh nên là nó trái nó không có được to lắm, trái nhỏ nhỏ như thế này thôi ha các bạn ha. Mà màu nó cũng không được đẹp lắm. Nhưng mà rất là chất lượng nha các bạn ha. Đó, đây các bạn xem nè. Đó, một dây thì mình để một trái hoặc là hai trái nha các bạn ha. Nó thường thì mình để một trái à, đó dây một trái. Đó, mình trồng mà cái kiểu như thế này thì nó tiện hơn, các bạn có thể tận dụng hàng rào để mình trồng ha. Đó, không cần phải làm trụ rất mất thời gian ha. Và cái tỷ lệ mà nó hứng nắng nó cũng tốt hơn ha. Rồi nó đậu thụ phấn, đậu trái, nói chung là đều tốt hết ha. Đó, còn cái kiểu như ngày xưa người ta hay trồng á là người ta trồng dạng trụ ha. Ở đây mình cũng cho bạn xem. Đây các bạn ha, bạn xem cái trụ nè. Đó, ở đây mình cũng trồng dạng trụ nè. Đó, trụ thì nó cũng được ha. Đó, nhưng mà thì tùy theo mình điều kiện của mình mà có thể mình trồng phương án là trồng trụ hay là trồng xi măng. Ở đây thì mình dùng cái trụ gòn ha các bạn ha. Trụ gòn sống. Đó, ha, trồng trụ như thế này. Đó, nó xung quanh thế này. Nó phủ dây xuống như thế ha bạn ha. Đó. Đó, ha, thì mình đây mình tận dụng cái hàng rào của mình nè. Đó, hàng rào để mình trồng thanh long ha, trồng theo hàng. Đó, thì hiện nay thì cái mô hình trồng theo hàng này cũng rất là nhiều công ty, cũng rất là nhiều nước như Đài Loan, Trung Quốc thì cũng đã bắt đầu áp dụng cái mô hình này rất là nhiều, tại vì nó tiết kiệm được cái diện tích các bạn ha, đồng thời là nó giúp mình quản lý tốt cái vấn đề về cái tận dụng tất cả cái lượng ánh sáng. Thì các bạn biết là thanh long mà nó là cây mà ưa nắng mà ha, ưa ánh sáng ha. Đó. Rồi, đó là cái chia sẻ của mình về cái mô hình trồng thanh long bằng vàng, trên vàng ha, theo vàng, hàng rào ha. Đó. Rất là dễ dàng các bạn ha. Đó. Tại nhà ha. Nó rất là dễ trồng các bạn, nó mình trồng ha. Mình trồng trụ gòn nè bạn ha. Trụ gòn đó mình cắm hàng rào cho nó, mình cho nó bò lên ha, trụ xi măng bò lên đó. Rồi dựa theo hàng rào sống ha. Rồi đồng thời là mình có thể là có thanh long mình ăn, đồng thời là mình bảo vệ luôn nhà của mình nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Rồi.